Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các cái cấu trúc, một là cấu trúc lựa chọn, hai là các cái vòng lặp ở trong Python. Về cấu trúc lựa chọn ấy, hay còn gọi là cấu trúc quyết định, tức là mình quyết định làm việc một hay là mình quyết định làm việc hai. Tóm lại mình có một số cái lựa chọn mà mình phải quyết định là mình sẽ thực hiện cái lựa chọn nào. Thì một trong những cái cấu trúc thường gặp là cấu trúc if. Hai á là cấu trúc lặp. Lặp thì nó có hai kiểu lặp. Một là lặp kiểu for, hai là lặp kiểu while. Thì về cấu trúc quyết định, chúng ta chỉ có một cái cấu trúc thôi. Đó là cấu trúc if. If điều kiện, if là nếu, DK là điều kiện nhé. Nếu mà điều kiện này nó đúng thì mình sẽ thực hiện cái khối lệnh một. Khối lệnh tức là nó có thể gồm 1, 2, 3, 4, 5 lệnh gì đó. Nhiều lệnh ở trong này, tạo thành một khối. Nếu như mà điều kiện sai thì ta sẽ không thực hiện cái khối lệnh một này. Thế có thể thực hiện cái lệnh nào hay không thì sẽ tùy thuộc vào cái mình có viết cái dòng này không. Nếu mình viết thêm cái dòng L thì nó sẽ thực hiện cái khối lệnh 2. Tóm lại nó sẽ kiểm tra điều kiện, nếu đúng thì sẽ làm khối lệnh 1, nếu không đúng thì sẽ làm khối lệnh 2. Đây là cái nguyên tắc làm của cái cấu trúc quyết định. Cái này thì mình đã làm ở cái bài trước rồi. Thứ hai nữa là điều kiện. Nếu điều kiện đúng thì làm cái khối lệnh 1. Sau đó nếu điều kiện sai thì lại kiểm tra tiếp một điều kiện khác. Đấy, như vậy là có hai điều kiện. Đầu tiên là điều kiện 1 này thì làm khối lệnh 1. Sau đó nếu điều kiện 1 không đúng thì sẽ kiểm tra điều kiện 2. Đấy, nếu điều kiện 2 đúng thì sẽ làm khối lệnh 2. Vậy đây có một cái L if mà nó viết lại thành L I F này. Vặn tắt lại. Nếu điều kiện 2 này mà không đúng thì có cái khối lệnh thứ 3. L thực hiện khối lệnh 3. Thì bây giờ nó cũng có hai chấm này. Đấy, hai chấm đây. Cái này có hai chậm thiếu này, thiếu này. Thì cấu trúc này thì rất là dễ thôi, rất đơn giản đúng không? Nó làm rồi. Ví dụ như là if y lớn hơn 5 chẳng hạn, đúng không? Đấy, ví dụ là nếu điểm lớn hơn 5 thì in ra win là đạt, ngược lại L thì win không đạt. Điểm là một cái biển mình sẽ cho trước, ví dụ điểm cho bằng 4 đi. Ở đây có hai chấm này. Đấy, có hai chấm mới được nhé. Không đạt đúng không? Điểm bằng 4 thì nó không thỏa mãn điều kiện lớn hơn 5. Cho nên nó không đạt. Lớn hoặc bằng đi. Chọn 5 xem. 5 thì thỏa mãn điều kiện thì nó đạt. Yeah. Hoặc là nếu điểm mà lớn hơn hoặc bằng 8 thì giỏi. L if, đúng không? L if điểm mà lớn hơn hoặc bằng 5 thì đạt. L
ngược lại thì là không đạt. Ngày 2 chậm này. Vậy mình là đạt 5 điểm cho 8 điểm nha. Đấy, 8 điểm thì nó giỏi. Không? Cho 7 điểm thì nó không thỏa mãn điều kiện này, nhưng mà thỏa mãn điều kiện sau thì nó sẽ đạt. 3 điểm xem nào. 3 điểm thì không đạt. Yeah. Như vậy cái cấu trúc quyết định ấy, thì rất đơn giản đúng không? Dễ hiểu. If then là một cái cấu trúc quyết định. Ở cả cái ngôn ngữ khác nó còn có switch case này, select case gì đó. Đấy. Thì ở cái Python thì nó không có. Nó chỉ có mỗi cái if else này thôi. Cấu trúc tiếp theo là lặp. Lặp tức là mình sẽ lặp lại. Đấy. Lặp lại một cái đoạn mã nào đó, một cái đoạn lệnh nào đó. Như là lặp lại một cái công việc gì đó. Lặp lại là mình cứ lặp, làm đi làm lại vậy đó. Gọi là lặp lại. Thì số lần lặp lại có được xác định hay là không? Thì về lặp thì nó có hai kiểu. Một là lặp theo kiểu mà mình cái số lần lặp lại được xác định. Lặp 5 lần, 10 lần hay là bao nhiêu đó. Mình biết trước được. Đấy. Sau cái số lần đấy thì mình sẽ không lặp nữa. Giờ không làm nữa. Ví dụ mình phải chép bài tập chẳng hạn. Mình làm sai gì đó mình phải chép bài. Mà mình bị phạt chép 5 lần, chép 10 lần. Như thế là mình chép đến khi nào mà đủ 5 lần thì thôi, đủ 10 lần thì thôi, không chép nữa. Đấy gọi là lặp mà với số lần lặp là xác định được. Cái kiểu thứ hai là lặp nhưng mà lại không xác định được cái số lần. Ví dụ này, mình bị phạt chép bài. Đấy. Và bị chép đi chép lại một cái bài thơ nào đó, bài văn nào đó. Đấy. Cái kiểu cái trò ngày xưa mà hay áp dụng cho trẻ con. Nhưng mà chép bao giờ thì xong? 5 lần hay 10 lần hay là 20 lần? Không có biết. Nha. Cứ chép khi nào mà sáng mai chép, bắt đầu chép từ sáng. Khi nào mà trời tối thì thôi. Như vậy là mình điều kiện chép, để dừng chép là gì? Là trời tối đó, cũng không có xác định là chép bao nhiêu lần hết, có thể là 5, 10 lần hoặc 100 lần gì đó, không biết. Chỉ biết là trời tối thì không có chép nữa, còn trời nó còn sáng thì cứ thế mà chép đó, cứ lặp lại như vậy, cứ chép đi chép lại một bài thơ vậy đó. Đấy. Như vậy là số lần lặp cái không xác định, nhưng mà nó có một cái điều kiện khác đó, có một cái điều kiện gì đó để mà biết là khi nào mình dừng, đúng không? Đấy. Như vậy là cái loại mà lặp mà với cái số lần mà xác định được á thì mình gọi là cái vòng lặp for. Còn số lần mà không xác định được thì gọi là while. Đấy. While điều kiện gì đó còn đúng thì còn làm. Đấy, trời còn sáng thì còn tiếp tục chép bài. Đấy. Thì cả hai cái này nó đều có một cái gọi là break. Đấy. Và một cái câu lệnh continue. Thì đây nó có ghi này. Break là để thoát khỏi cái vòng lặp. Đây for thì cũng đúng, vòng lặp thôi. Lặp while cũng được, lặp for cũng được. Đấy. Nó sẽ thoát khỏi cái vòng lặp hiện tại. Và nó sẽ không lặp lại nữa. Còn continue á, thì nó sẽ thoát khỏi cái vòng lặp hiện tại. Nhưng mà nó tiếp tục lặp vòng tiếp theo. Thế là để ghi thế này nó hơi khó hiểu chút. Người ta cứ tưởng tượng cái này. Người ta đang ngồi người ta chơi bài. Chơi bài sẽ có nhiều ván bài. Đấy. Thế thì ta đang chơi được 3 ván. Thế tự nhiên ta không chơi nữa. Ta nghỉ cái ván đó. Không chơi nữa. Nhưng mà chút nữa ta lại quay lại ta chơi ván tiếp theo. Ta chỉ nghỉ cái ván đó thôi. Còn ván tiếp theo ta vẫn chơi nữa. Đấy. Tí nữa ta vẫn tiếp tục ta chơi nhưng ta chỉ dừng ở. Vì ta chơi được cái ván thứ 3 chơi nửa ván ta dừng lại không chơi nữa. Không chơi nhưng không phải là dừng luôn. Chỉ là không chơi cái ván thứ 3 ấy thôi. Xong cái ván thứ 3 đó rồi sang cái ván thứ 4 ta lại tiếp tục để chơi. Rồi ván thứ 5 ta chơi, 6 chơi. Ta chỉ bỏ cái ván thứ 3 thôi. Đấy. Thì cái kiểu mà bỏ giữa chừng mà bỏ một ván đó thì nó gọi là continue.
cho nó đang lặp đến khi nó gặp continue thì nó nghỉ chơi luôn, nghỉ chơi cái ván đó chút nữa ván tiếp theo lại chơi đấy, gọi là kiểu continue. Còn cái kiểu mà chơi được ba ván trong đó gặp cái gì đó không biết nguyên nhân gì đó nhiên không chơi nữa, dừng luôn đấy, đi về chẳng hạn như thấy hết tiền rồi đi về không chơi nữa đó, thế thì cái kiểu đó nó gọi là thoát khỏi cái vòng pho hiện tại và cũng không quay lại vòng pho nào nữa, không quay lại vòng lặp nào nữa đấy, dừng luôn, nó gọi là break. Thì mình sẽ thực hiện một vài cái ví dụ để mình xem các cái kiểu cấu trúc lặp này xem. Đầu tiên là lặp for trước đi, sau là while. Thì cái này mình sẽ làm với for và while á, mình sẽ làm những bài riêng của nó. Nhưng mà mình sẽ tìm hiểu cái break và thì continue xem hai cái này nó như thế nào. Giờ đây mình sẽ dùng một cái vòng for này đi. For trước đi, for i in dựa nó một cái danh sách, một cái tập hợp cả cả một gồm các phần tử 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 chẳng hạn như vậy đấy, hai chấm xuống dòng mình in cái y ra mình xem thử là y ra đấy, xem là y nó có những giá trị gì. Đây thì mình thấy là y đầu tiên á nó sẽ bằng 0, bằng 0 thì nó in ra cái con số 0 đây, sau đó mình lại y nó chạy vòng lặp lại nó bằng 1, bằng 1 thì nó lại in ra con số 1 đây, rồi nó lại lặp lại, rồi y lúc này nó nhận bằng 2, rồi nó in ra con 2 đây, rồi sau đó nó sẽ lặp lại, rồi nó nhận giá trị bằng 3, rồi in y ra thì nó lại có số 3 ở đây, rồi tiếp tục như vậy số 4, rồi số 5, số 6, số 7, 8, rồi như vậy nó in là từ 0 cho tới 8. Như vậy ta thấy for nó chạy từ gì? Nó lặp 9 lần, đấy, bắt đầu từ 0 tới 1, tới 2, tới 3, tới 8. Cái biến y này nó cứ chạy từ đầu này, vòng lặp đầu tiên nó sẽ nhận cái phần tử đầu tiên này, 0 này. Sau đó nó sẽ lại phần tử tiếp theo này, 1 này. Rồi lặp lại nó nhận giá trị phần tử thứ 2. Thì như vậy nó sẽ nhận hết tất cả các phần tử như này. Mỗi một lần như vậy thì nó sẽ thực hiện một cái vòng lặp. Thế bây giờ mình sẽ dùng một cái break đây. Đấy. Yeah. Break. Thì nó gặp break phát. Yeah. Là nó sẽ không hiển thị gì nữa, không thực hiện cái này mà thoát luôn. Đúng không? Bây giờ nếu như mình cho một cái biến if y bằng 4 chẳng hạn như vậy thì mình mới thực hiện cái break này. Đúng không? Đấy. Đấy. Nếu y bằng 4 thì mình thoát, mình dùng cái lệnh break đằng sau, còn sau đó mình cứ y bình thường thì nó chạy xem nhé. Đó, thì nó sẽ thực hiện này. Y bằng 0 này, nó không thỏa mãn thì nó không break, nó in ra số 0. Y bằng 1 thì nó cũng không thỏa mãn cái này thì nó vẫn không thực hiện được break này mà nó in luôn số 1. Y bằng 2 cũng vậy, in số 2 ra. Y bằng 3 cũng vậy, in số 3 ra. Nhưng y bằng 4 thì nó thỏa mãn. Thỏa mãn thì nó thoát luôn. Nó thoát luôn cái vòng thứ 4 này, nó không in gì nữa, thoát luôn. Đấy, và nó không in số 4 ra luôn. Nó cũng không in số 5, số 6, số 7, tức là nó không thực hiện gì thêm nữa, nó dừng luôn. À, nó thoát luôn, nó dừng cuộc chơi ở đây. Không phải dừng một vòng lặp mà nó dừng hẳn cả cuộc chơi, gọi là break. Bây giờ mình thay bằng continue thì nó chạy như thế nào. Đây, nó in là 0 này, 1, 2, 3. Nó chỉ số 4 nó không in thôi, nhưng mà 5, 6, 7, 8 lại in tiếp. Vậy là nó chỉ dừng là cái số 4 này thôi. Đấy, nếu y bằng 4 thì nó gặp continue thì nó không in, nó dừng, nó dừng cái vòng này, nó không chơi nữa, nó không thực hiện lệnh đằng sau nó, mà nó tiếp tục nó để gì, nó lặp lại, nó thực hiện cả cái vòng lặp tiếp theo. Và vì vậy nó in ra 5, 6, 7, 8. Đấy, đó là sự khác biệt giữa hai cái break và continue.
Như vậy là chúng ta đã phân tích một chút về các cấu trúc lựa chọn và các cấu trúc lọc trong Python. Cấu trúc lựa chọn hay còn gọi là quyết định, nên là mình sẽ dùng if then, if else hoặc như thế này, chỉ có hai cái đơn giản như này thôi. Còn cấu trúc lặp thì nó có cái số lần, một là lặp với cái số lần lặp xác định thì mình dùng cái vòng lặp for, hai là lặp với số lần mà không xác định được thì sẽ có biện gì đó mình sẽ tìm hiểu sau, thì mình sẽ dùng cái vòng lặp while. Thì cả for và while á thì mình có thể dùng cả cái break hoặc continue để mình can thiệp vào quá trình nó đang lặp. Đấy. Ví dụ mình muốn dừng một cái vòng lặp nào đó, đấy, nó lặp 10 lần nhưng mình muốn dừng một lần nào đó thì mình dùng continue. Còn nếu mình muốn thoát luôn thì mình dùng break, break là nó sẽ thoát luôn, nó không có tiếp tục lặp nữa đâu. Cả cái vòng lặp hiện tại và cả cái vòng lặp sau đó nó dừng luôn, nó không chơi nữa.